Hôm nay là mùng 3 Tết Nguyên đán và Tuấn Thành đang có mặt tại nhà máy điện Mông Dương 1 để ghi nhận lại hình ảnh các anh em EPS đang phối hợp với đơn vị phát điện thực hiện công tác bảo dưỡng đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023. Công trình mang ý nghĩa hết sức là đặc biệt khi nó diễn ra trong xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Làm việc trên cao, các anh cần đeo dây an toàn, mặc ấm trong quá trình di chuyển. Có gọi điện cho vợ không? Có, gọi liên tục. Tổng hạng mục của hai đơn vị là khoảng trên 130 hạng mục công việc. Mình huy động 250 người, bao gồm là sự hỗ trợ của Phú Mỹ, Vinh Tân và phân xưởng gia công phục hồi. Tổ máy sẽ làm vận hành đến kỳ dừng tiểu tu tiếp theo. Đợt khắc phục các cái khiếm khuyết tồn tại này sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ tổng công ty giao cho công ty điện Mông Dương, đặc biệt là trong mùa khô. Anh em ơi, kéo hai ba lăng đều lên nhá. Còn nốt bộ này là mình lắp xong các cái shipper A, 2B. Vâng, dự kiến là hết ngày mai sẽ hoàn thành dứt điểm hạng mục shipper cooler này. Đâu này này, cho nó lên chút nữa rồi. Nhả được rồi anh Thuế này. Mình ốp cái tấm ốp vào cái ống sinh hơi của nò. Thì vấn đề ốp như này để sau mình hàn răng được vào thì không bị nứt nữa. Muốn hàn ổn nên không có khuyết tật gì. Muốn hàn ok anh Trần nhé. Okay. Anh cái này hàn ấp lại rồi em kiểm tra em tin lại thôi. Ok. Mình phải đắp lại những cái vị trí mà bị mòn á. Mình sẽ kiểm tra này bằng MT. Cũng được 2-3 chục ống rồi đấy. Cũng được 50%. Cái hở ok đó. Van IV trên khu vin. Công việc cũng tương tự như van dưới. Xem cái vị trí mặt ghép này có bị dò dầu không mình kiểm tra. Huy mới vào năm nay đầu tiên đi trực Tết thì cảm thấy thế nào? Em thấy cũng bình thường. Tết là anh muốn ở nhà đi chơi với gia đình, bạn bè. Đi làm thì nó hơi vất vả, hơi ngại tí. Nhưng mà thôi, công việc thì cố gắng thôi. Như bạn gái nào? Tết nhất thì cô về. Bạn gái cứ thắc mắc là sao lại cứ phải đi làm suốt vậy không? Không ạ, à, làm gì bạn gái đâu anh. Thì hôm nay mình đã thực hiện những ống mình cắt đây. Rồi, chúc các anh em buổi tối nay làm hiệu quả an toàn. Rồi. Hôm nay đi làm về thấy an toàn. Như này là cảm thấy là hạnh phúc mang đến gia đình nhiều. Một lần nữa thay mặt lãnh đạo xin cảm ơn anh em và tôi hy vọng Mông Dương mình sẽ là lá cờ đầu. Chúng ta cùng hứa đúng không? 1, 2, 3, hứa!